Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2017. Phần tin đầu tiên thì theo tin của hãng AP, chính phủ Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tối tân THAAD ở Alaska. Hai máy bom B-1 được chiến đấu cơ của Nam Hàn hộ tống ở khu vực không phận phía trên một căn cứ không quân gần thủ đô Seoul, sau đó bay trở lại căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Thông cáo của lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết rằng sứ mệnh của hai chiếc B-1 lần này là nhằm phản ứng với hai vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn vào trong tháng 7 vừa qua. Tư lệnh chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương là tướng Terence O'Shaughnessy cho biết rằng Bắc Hàn có nguy cơ gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực. Các máy bay ném bom B-1 từng được điều tới Nam Hàn nhiều lần trong năm nay để phản ứng với các vụ phóng tên lửa của chính quyền Bình Nhưỡng. Chuyển sang phần tin thứ hai thì theo tin của hãng thông tấn Reuters, Nga tuyên bố sẽ trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa các lệnh trừng phạt mới của với Nga được Quốc hội Mỹ thông qua. Trước đó thì cả Thượng viện và Hạ viện của Mỹ đã bỏ phiếu gần như là tuyệt đối về các lệnh trừng phạt đối với Moscow sau khi có các cáo buộc rằng Nga đã can thiệp bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016 cũng như là việc Nga chiếm giữ Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin sau đó cho biết ông sẽ đáp trả quyết định của Washington. Ông Putin cho rằng hành động của Mỹ chỉ làm tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Theo tin của VOA thì chính quyền Moscow yêu cầu Mỹ phải giảm số nhân viên ngoại giao của Nga xuống chỉ còn khoảng 400 người, đúng với con số mà nhân viên Nga vẫn còn ở lại Mỹ sau khi chính quyền Washington đã trục xuất 35 người Nga vào tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters thì hiện nay có khoảng 1.000 nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Nga, trong đó thì bao gồm cả công dân Mỹ và công dân Nga. Chuyển sang phần tin thế giới thì theo tin của hãng AP, một nhóm 4 tay súng của tổ chức hồi khủng bố Hồi giáo IS đã tấn công vào đại sứ quán Iraq của thủ đô Kabul, Afghanistan vào chiều ngày hôm nay giờ địa phương. Theo tin của Bộ Nội vụ Afghanistan thì một tay súng đã giật mình đánh bom liều chết ở ngay cổng đại sứ quán, tạo điều kiện cho ba tay súng còn lại lao vào bên trong. Sau vài giờ truy đuổi thì trong đó có toàn bộ nhân viên của đại sứ quán được Iraq được sơ tán thì cảnh sát đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng. Ngoài 4 tay súng của ISIS chết thì cảnh sát Afghanistan vẫn chưa xác định được con số thương vong của vụ tấn công. Vụ tấn công này xảy ra đúng 2 tuần sau khi đại sứ quán Iraq tại Kabul đã tổ chức họp báo ăn mừng về việc ISIS đã bị đánh bại tại Iraq. Vào tuần trước thì tại Kabul thì nhóm khủng bố Taliban cũng đã tấn công vào một xe bus chở nhân viên chính phủ Afghanistan, làm ít nhất là 35 người chết. Chuyển sang phần tin địa phương thì bà Hà Nguyễn Mạnh Nào vừa được bổ nhiệm làm chánh văn phòng cơ quan an ninh giao thông Hoa Kỳ, gọi tắt là TSA vào hồi tháng 6. Theo thông cáo của TSA thì trong vai trò này, bà Hà sẽ cố vấn cho giám đốc TSA trong các vấn đề liên quan tới sự nhạy cảm của công chúng, cũng như là chính sách an ninh và các hoạt động quản trị, giúp cho TSA trở thành một cơ quan ngăn chặn khủng bố một cách hiệu quả. Bà Hà làm việc cho chính quyền liên bang được 8 năm, tập trung vào các vấn đề bao gồm như là an ninh nội địa, an ninh thương mại, thi hành bảo vệ bản quyền trí tuệ, quan hệ quốc tế và an ninh giao thông. Trước khi vào làm việc tại TSA thì bà Hà Nguyễn McNeil là từng làm chánh văn phòng và phó chủ tịch điều hành BSA, giữ vai trò quan trọng trong việc các đại diện các vấn đề nội vụ và ngoại vụ của chủ tịch và tổng giám đốc, và bảo đảm sự cân bằng các ưu tiên và hoạt động của PSA. Bà Hà cũng từng làm việc 2 lần tại Tòa Bạch Ốc, ban đầu là với văn phòng phối hợp bảo vệ sản phẩm trí tuệ và sau đó là Hội đồng An ninh Quốc gia trong vai trò là giám đốc đặc trách an ninh hàng không. Trong vai trò này, thì bà Hà cũng chịu trách nhiệm các chương trình chiến lược và chính sách, quan vó bao gồm cố gắng giữa các cơ quan trong việc giới thiệu hệ thống bảo vệ an ninh hàng không dân sự, không cần người điều khiển. Bà Hà Nguyễn McNeil sinh ra tại Montreal, Canada, tốt nghiệp ngành chính sách công tại trường John F. Kennedy School of Government của Đại học Harvard University và tốt nghiệp cử nhân quốc tế học và âm nhạc tại Đại học UC Irvine. Chuyển sang phần tin cuối cùng của ngày hôm nay, thì một tài xế ở nước Anh vừa làm tiêu tan chiếc siêu xe Ferrari trong một tai nạn sau khi làm chủ chiếc xe này chỉ được một giờ đồng hồ. Theo đài truyền hình NCBC trích lại thời cảnh sát thành phố Sao của Yorkshire nói rằng sau khi chiếc Ferrari 430 này bay bổng lên trên không rồi rớt xuống và bốc cháy, thì người tài xế không hề bị gì, chỉ bị trầy xước và có thể đi đứng bình thường. Hiện chưa rõ là tại sao người đàn ông trả tiền cho chiếc xe này như thế nào, nhưng đây là một trong những 499 chiếc duy nhất từng được bán với giá gốc là 288.000 đô la. Chiếc Ferrari 430 có gia tốc đến khoảng 60 dặm một giờ trong vòng 3.3 giây và có thể chạy nhanh đến 198 dặm trong một giờ.
Tuy nhiên thì cảnh sát nói rằng họ không tin là vận tốc quá nhanh chính là yếu tố dẫn đến tai nạn. Vừa rồi là phần điểm tin của buổi sáng ngày hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2017. Nhất Thành kính chào và hẹn gặp lại.